và con là các bạn. Tôi là thầy Nguyễn Ngọc Hương, chuyên gia tác động sống. Chân bên cao bên thấp là một căn bệnh cũng rất là hay gặp trong cuộc sống. Khi mà bị như thế thì để tránh cái bước đi nó gượng và nó tập tễnh thì bên Tây hay khắc phục cho người bệnh bằng cách là có thể có cái miếng độn gót hoặc là thở lại giày bên cao bên thấp. Nặng hơn thì họ sẽ tiến hành có thể là phẫu thuật. Thế nhưng mà dù là bằng cách nào thì cũng đều mang lại những cái sự thiếu tự tin, không thoải mái cho người bệnh, đúng không ạ? Thế thì bà con cứ hình dung là nếu như không ai bị phải thì cũng đừng có lo lắng quá. Bởi vì căn bệnh đấy nếu như không phải là do bẩm sinh, ví dụ như là đẻ ra mà đã bị những cái sự cố dẫn đến như thế rồi, thì hoàn toàn chúng ta có thể khắc phục được bằng phương pháp tác động sống và y bảo trận đài. Tôi đã chữa cho rất nhiều người và mỗi một buổi chữa thì chỉ sau khoảng 5 đến 10 phút thôi thì là hai chân đã có những cải thiện rất tích cực, và sau vài ba buổi là các bạn đã có thể khỏi căn bệnh đấy. Với các bạn làm nghề ấy, thì các bạn cứ hình dung thế này: ở trong chúng ta thì có một cái cơ gọi là cơ thắt lưng lớn, và cái thắt lưng lớn này thì nó bám từ trên khu vực các đốt sống L1, L2, và điểm bám tận của nó lại là cái mấu chuyển bé ở trong cái xương đùi. Thế và khi mà người ta bị những cái sự cố về hồi nhỏ, về sức khỏe như là bị sốt cao dẫn đến co giật, hay là người ta sau này bị viêm khớp chẳng hạn, thì dẫn đến là người ta đi lại thì cái chân bên đau người ta sẽ phải đi thật nhanh, không trụ. Thế chính vì thế lâu dần là cái chân bị co lại hẳn hơn. Thế và khi như vậy thì bà con và các bạn làm nghề cũng yên tâm, không khó khắc phục đâu, vì làm rất là nhanh. Tôi đã chữa cho rất nhiều người rồi, mình cứ mạnh dạn mình làm. Và cái đốt sống để mà chúng ta cần tác động vào thì là thứ nhất là vùng D3 là đốt sống mà nằm trên đường thẳng nối hai cái bờ trên, bà con nhớ là trên đường thẳng nối hai bờ trên xương bả vai. Trong cái hình giải phẫu tôi sẽ cho kèm theo. Thì ta làm nhiều vào đốt sống D3 để giải tỏa những cái cơ gọi là cơ chắn lớn trên đấy. Sau đó thì bà con làm tiếp vào gì ạ? Vào bên cạnh rãnh đốt sống L4, L5 của cái chân mà bên bị co đấy. Và tất nhiên là với những người khéo tay và họ tay nghề tốt rồi đấy thì họ làm rất là nhanh. Thế còn với bà con thì không biết, thì bà con cũng cứ làm không sao đâu ạ. Bởi vì nó sẽ không có sự cố gì đâu. Bà con cứ làm và nó sẽ cải thiện rõ rệt ngay đấy. Tay nghề mình chưa có được thì mình làm 3 lần, thậm chí 5 lần đi mà khỏi thì cũng tốt quá, đúng không? Đấy, cứ làm như mạnh dạn là. Và mình sẽ giúp cho người thân mình lấy lại cái vóc dáng, lấy lại sự tự tin, đúng không? Dễ lấy chồng lấy vợ hơn chứ đi cá nhắc thì thiệt thòi quá, đúng không? Nhá, cứ mạnh dạn làm. Và các bạn nghề cứ làm đi, sẽ giúp được cho người ta. Sau đây là một học sinh ở Mỹ về và cậu ta bị. Thì tôi chữa cho ông ra sau có mấy phút thôi, các bạn sẽ thấy là nó khác hẳn ngay giờ đấy. Ừ. Bác sẽ chữa cho mày bằng nhau bây giờ. Thế người ta mới gọi ta là phù thủy. Yên tâm. Chân dài thì ngắn này bác chữa 10 phút sao? Nhiều lắm. Chuyện thường là lỗi của cái chân dài chân ngắn là do cái Có một lần mình đau phía khớp háng này, đau chân này. Thế xong rồi là mình đi cả nhắc ấy. Thì cái cơ gọi là cơ thắt lưng lớn trong bụng. Nó lôi cái xương đùi, nó bám vào mấu chuyển bé, nó lôi dần vào trong. Thế là cái chân đau ấy, ngày xưa đau chân này trước mà. Thì là nó sẽ thành ra đi chân dài chân ngắn như này. Bác đang làm. Đỡ không các? Yeah. Bác phải làm cho con hôm nay, tối nay và sáng mai. Yeah. Tại con giờ nghĩ con, nếu mà con làm cái này con cũng làm được, chỉ có ở UCLA nó mới làm được. À, mẹ quay cho con, mà con về con tự làm ha. À, con về con tự làm sao được nè. Phải có người thì quay. À, cái chân dài chân ngắn thì lần này là xong. Yeah. Tối là quay cái lật sơ mi ấy. Yeah. Quay cái nắn lật sơ mi với lại quay cái chữa đau lưng cho nó. Vì bọn con là đang thanh niên, nó chỉ là hơi mỏi thôi, chưa đến mức đau. Chứ chỉ cần bẻ khẽ thế là về. Chứ còn là lớn tuổi thì mới cần chữa. Không cần ạ,
Điều hòa bật lạnh rồi. Cái này xong bây giờ. Ừ. Thằng Mỹ thì nó có cái chip probiotic. Dạ, chiropractic, dạ đúng rồi đó. Thì nhưng, nó... nhưng mà nó làm bạo lực lắm. Dạ, nó kêu. Nó bè, nó cậy sức, còn bác là dùng mưu. Dạ. Con thấy bác Toàn dùng tay rất nhẹ nhàng này. Dạ. Bác dùng mưu và bác được lâu bền, bởi vì này, con phải hiểu cột sống, nó không phải tự nhiên nó cong nó vẹo thế. Dạ. Mà là do cơ ở hai bên nó không cân nhau. Dạ. Thế nó dùng sức nó kéo thì cái cơ bên kia vẫn căng hơn, cho nên là rồi từ từ lại kéo lại. Dạ. Cho nên là khi mà chữa xong ấy thì tỷ lệ tái phát từ Mỹ nó cao gấp dạ. khoảng 90 lần bác. Còn bác là không kéo, chỉnh cơ thế này. Dạ. Thế là tự đối cột sống nó cân trở lại, vì bên này bác nó căng hơn, bác làm nó mềm ra. Dạ. Mà chỉnh cột sống là thường chỉnh cột sống hồi nãy như bác là không, đấy đấy là bác chữa đau lưng cấp thôi. Dạ. Còn nếu chỉnh bác phải chỉnh tay, bác day nhẹ nhàng như này. Dạ. Day như này mới hiệu quả. Biết bác qua Mỹ thì qua Mỹ chữa bệnh này. Yeah. Qua năm 2016. Năm rồi, đấy. Cầm anh đấy. Yeah. Không quay đấy. Có không? Thế. Không, tao lỏng. Như con voi. Lòng có được không? Hít vào đây. Hít vào. Thở ra. Không. Anh nghe không cả. Có. Hít vào. Thở ra. Nào. Mày nằm sấp hai chân bằng nhau rồi. Hai chân bằng nhau hả anh? Nằm sấp lại đi, con nằm sấp lại. Nào, em ra đây. Con da nhạy, con thấy nó khác hẳn. Nó đi đi, con đi đi, nó biết ngay chân nó thật thì sao? Thấy cái chân nó dài hơn không? Không, nó đi nó thật chân hơn, nó biết ngay. Con thì nó khác, tại cái hồi mỗi lần con đi, cái phần cái đằng đây nó bị đau. Liên tục là được đỡ. Đỡ. Okay, yeah. Đây này, hai chân nó song song rồi này. Yeah. À, cạnh chân rồi thì con đứng lên nhìn này. Yeah. Hả, thấy không? Đằng trước là một cái nó hơi vạt này. Đúng không? Giờ hai cái đứng. Đấy, con đi từ xa, con đi vào, mẹ con nhìn dưới anh đi, con phải con biết. À, đi vào đi. Thấy chưa?